Chào cô bác chị, quay lại kênh Hoàn Toàn TV. Thì chiều hôm nay em tiếp tục quay những thức phim gửi đến cô bác chị, đó là Chiếc Ghe Ngon Chùa Bưng Chóp. Hôm nay thì Danh Tùng đẩy tiến độ tới đâu? Đó thì cặp lươn cũng đã vào tới nhà ghe. Đấy, cặp lươn cũng vào tới nhà ghe rồi. Đây là cặp lươn nè. Đây là cha của Danh Bột. Thấy thấy vậy đó, dễ dễ vậy đó cũng nhớ Danh Bột đúng không? Chiều nó về đó giờ đó. Danh Bột. Ở góc này đặng cưa bào.
Đây là cặp lươn. Chua quá. Ngoài cặp lươn xả rồi còn gì ngoài nữa? Cái nữa. Nói. Ngồi nói. Tây tháng 10 dùng gì không bới rồi? Ừ. Lên mạng rồi đó. Ừ. Muốn bật cái giờ trước con cà đi dùng nặng hay chứ? Có đó. Giờ kinh khô, có tới nước mẹ rồi đó. Thì coi clip rồi à? Coi rồi. Không quay đâu quay. Bữa nay đi nữa nè. Nước có chút. Mà ta kệ lên tới giờ chớ không được. Mà bữa nay xả nước không lên nữa, nước trễ nữa nè bữa nay. Ta bơi gió đó không được. Sung quá. Ông bơi tập xương sống. Ừ. Đồng làm gì anh Đông? Suy nghĩ hoài vậy? Có gì đâu suy nghĩ. Đang tính toán. Tôi thấy bình luận là nhớ danh bộ thì ít. Suy nghĩ nó lại đi chơi với ngã nào. Chuyện bao. Cái đấy. Vậy mà bữa hổm mày đặt nói tôi. Vậy vậy nè bữa hổm. Liên tục là đo đếm mà căng thước đo đếm đặng dọc cái nghi này bỏ nha. Bữa nay chắc vậy thôi. Mấy ảnh cũng giờ này 3 giờ muốn sắp xếp à. Bữa nay anh muốn coi là coi trực tiếp luôn nha, là 5:30 tôi phát sóng trực tiếp luôn. À, 2 ngày nay tôi trực tiếp không kênh kênh YouTube Gai Ngôi Chùa Tùm Núp á. Tùm Núp bỏ qua Tùm Núp 2 à? Không, Gai Ngôi Chùa Tùm Núp à? Kênh YouTube á. Của Tùm Núp, tôi phát trực tiếp luôn á. Biết tôi nhiều hơn à? Chết rồi. Đây đây đây, nhà sư thu ra bắt đó. Đây là phần công nè, mời bắt đầu xả công nha. Nói là cái này còn cưa lại nữa tộc, cưa là mới gọc đó, cưa là mới đào quá không? Cái này là cái nẹp nẹp lên nẹp nẹp lên thì mới bào gọt lại phải không? Đo vậy chắc là ba mới tiền. Làm gì? Dễ rồi rồi. Cái này ông cứ mua là ông xẻ thì rồi, cắt ra thì được. Không? Giờ biết không? Gần 3 giờ. Okay. Cái này có mong anh cắt ra.
Cắt ra mới nối lại cái cây nó. Thank you.